văn học nghệ thuật vùng mỏ Quảng Ninh nhiều năm qua là một dòng chảy vô tận với sự đa dạng trong đề tài và đổi mới trong hình thức thể hiện, là những lát cắt đa dạng về vùng đất và con người vùng mỏ. Không nằm ngoài dòng chảy ấy, nhiếp ảnh Quảng Ninh với những góc nhìn độc đáo về cuộc sống của những con người vùng than, đặc trưng văn hóa của bà con đồng bào dân tộc hay sự thay da đổi thịt của miền đất phía Đông Bắc Tổ quốc đã có những đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới từng ngày của văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa là tên gọi triển lãm và cuộc thi ảnh nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động từ tháng 7 2020. Cuộc thi đã được nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước biết đến và tích cực tham gia với gần 1.000 tác phẩm gửi về cho ban tổ chức. Với mục tiêu là có một bộ ảnh đẹp về Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới qua nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước, cuộc thi đã mở rộng và nhận tất cả các tác phẩm được sáng tác trong vòng 5 năm trở lại đây. Số lượng tác phẩm rất đa dạng, phong phú về nội dung, mang hơi thở cuộc sống đương đại và phản ánh được thành tựu phát triển rực rỡ trên mọi mặt của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua. Sau nhiều vòng lựa chọn, ban tổ chức đã chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 5 tác phẩm của các tác giả Quảng Ninh. Nếu mà so với các cái cuộc thi mà tôi đã từng chấm á, thì có thể nói cái chất lượng của cuộc thi Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa này mặc dù á, là do một đơn vị tỉnh tổ chức, tuy nhiên vì mở rộng trên cả nước cho nên cái số lượng ảnh trong một thời gian ngắn đã đạt về cái yêu cầu, và đồng thời cái chất lượng ảnh khi mà 100 ảnh mà chúng tôi chọn ra thì thật sự là rất là tốt. So với các cái cuộc thi khác thì tôi thấy chất lượng có thể tương đương như những cái đơn vị mạnh của Việt Nam. Vì ảnh nó có một cái sự đa dạng, có một cái sự đầu tư về khoảnh khắc chụp và cũng giống như là những cái phần mà xử lý hậu kỳ. Trước đây thì do cái kỹ thuật, cái công nghệ của các lớp trước thì chưa được tận dụng, cho nên là cái sự hạn chế nó còn có. Tôi thí dụ như là chụp trong lò than, chụp trong hầm lò thì với phim với giấy thì không thể như bây giờ được, bởi vì độ nhạy của phim của file thì nó khác. Đấy chính là cái thuận lợi cho hiện nay cho các tác giả bây giờ. Và qua cuộc triển lãm này, cuộc thi này, tôi đánh giá là chất lượng rất tốt. Phải nói là rất tốt. Rất tốt ở cả khâu tác nghiệp, rất tốt ở cả khâu phóng ảnh, khâu kỹ thuật và khâu làm triển lãm. Với chủ đề Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa, các tác phẩm đạt giải lần này đã khắc họa rõ nét và sống động về vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ninh, mang đến cho người xem một cái nhìn tổng thể về Quảng Ninh đang trong tiến trình hội tụ những tinh hoa và lan tỏa những giá trị tích cực. Cùng với đó là những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội cùng nhịp sống của con người Quảng Ninh đậm chất hào sảng, thân thiện thông qua những góc nhìn, kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh tinh tế và sáng tạo. Lần đầu tiên tôi xuống hầm lò thì tôi thấy cái điều kiện và cái ánh sáng cũng như là cái đi lại đó chụp ảnh rất là khó, để ghi lại được một tác phẩm rất là khó, nhưng mà tôi cũng đã nhanh chóng để ghi lại được cái khoảnh khắc đẹp của người lao động đang rất là hăng say rồi đang rất nhiệt tình làm việc để làm ra những cái sản phẩm cho phục vụ cho vùng đất Quảng Ninh. Những năm qua, đội ngũ những người làm nhiếp ảnh nghệ thuật của tỉnh không ngừng phát triển với sự năng động, bền bỉ và đam mê sáng tạo trong lĩnh vực sáng tác và triển lãm ảnh.
phản ánh các thành tựu trong hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh và đất nước. Những nghệ sĩ đã đi tới mọi vùng miền của Tổ quốc, say mê sáng tạo và truyền tải tới người xem nhiều khoảnh khắc đáng giá về mọi mặt của đời sống. Nhiếp ảnh Quảng Ninh đã khẳng định dấu ấn trong làng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế với hàng loạt cái tên Trần Đức Diều, Phạm Thành, Bạch Ngọc Tư, Đỗ Kha, Đỗ Giang cùng đông đảo đội ngũ nghệ sĩ trẻ giành giải cao và có mặt tại nhiều cuộc triển lãm, trưng bày ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế. Có được những thành tích ấy, không thể không nhắc tới việc Quảng Ninh là mảnh đất vàng cho nghệ thuật nhiếp ảnh phát triển. Một vùng đất có than, có biển, có biên giới hải đảo, có vịnh Hạ Long, di sản kỳ quan thế giới. Ngày nay, Quảng Ninh còn là trung tâm du lịch của cả nước và là vùng trọng điểm phát triển kinh tế xã hội với những bước đột phá, đổi thay ngoạn mục. Bởi vậy, đề tài sáng tác luôn đa dạng phong phú. Từ vùng đô thị hay miền biên cương, cảnh sắc thiên nhiên hay đời sống làm lũ của người dân vùng biển đều là những mảng đề tài nhiều gai góc nhưng cũng đầy quyến rũ với những người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Trong khi xu hướng chụp ảnh nghệ thuật lâu nay là thiên về con người ở vai trò chủ thể, thì ảnh về Quảng Ninh và của những nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Ninh lại thiên về chụp phong cảnh. Không ít tác giả choáng ngợp bởi thiên nhiên khoáng đạt kỳ vĩ Quảng Ninh và dường như than và biển mãi là đề tài không bao giờ cũ. Mình là người ở Bình Liêu. Mỗi bức ảnh mình chụp là muốn nói về quê hương của mình, nói về phong cảnh, về cuộc sống hàng ngày của đồng bào ở Bình Liêu. Hiện tại thì Bình Liêu đang rất là chú trọng phát triển về du lịch. Mình thông qua những bức ảnh mình chụp, mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người biết đến Bình Liêu nhiều hơn và đến Bình Liêu tham quan, tìm hiểu về những cái bản sắc văn hóa độc đáo và rất là riêng biệt mà chỉ ở Bình Liêu mới có. Cuộc triển lãm vừa đẹp và có nhiều đã tìm ra được nhiều tay máy trẻ của Quảng Ninh tham gia cái cuộc triển lãm này mà ảnh rất là chất lượng. Và thông qua đây để nhìn thấy rằng nhiếp ảnh Quảng Ninh đã được thay đổi và thay đổi theo chiều hướng đáng mừng, và tin rằng những năm sau đây thì là Quảng Ninh về nhiếp ảnh sẽ còn phát triển hơn nữa. Tại buổi tọa đàm đánh giá về chất lượng cuộc thi và xác định hướng đi cho nhiếp ảnh nghệ thuật Quảng Ninh trong thời gian tới, đại diện đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh trung ương và địa phương của Quảng Ninh đã chia sẻ nhiều ý kiến xác đáng và thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác ảnh nghệ thuật cho các nghệ sĩ Quảng Ninh. Đa số các ý kiến đều khẳng định tầm quan trọng của sự đổi mới tìm tòi, tiếp cận công nghệ, cũng như sự bứt phá cần thiết để đi xa khỏi lối mòn của những tác phẩm ảnh truyền thống. Bởi nếu người nghệ sĩ không nhiệt huyết, không có tình yêu với cuộc sống, với con người, thì những giây phút bấm máy sẽ chỉ là sự lóng lánh nhất thời của kỹ thuật. Tác phẩm không sống được với thời gian, không thể tạo ra cảm xúc cho công chúng. Nếu mà chúng ta làm đều đặn các cuộc thi, thì chúng ta không chỉ mở ra các cái đề tài mang tính chung chung nữa. Ví dụ lần này là Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa, lần sau chúng ta sẽ đi về than, lần sau chúng ta sẽ đi về biển, thì càng đi vào các đề tài sâu thì sức sáng tác sẽ càng tốt hơn. Không thể đề tài tự do mãi được, mà phải đề tài chân dung, đề tài về cuộc sống đời thường, đề tài về cuộc sống đường phố v.v. thì để anh em sẽ phải tập trung nhiều hơn cho cái việc đi sâu và sáng tác, và đấy mới tính là chuyên nghiệp của nhau. Được tổ chức ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025,
triển lãm ảnh nghệ thuật Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa đã một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Ninh nói riêng trong việc phản ánh và tuyên truyền những thành tựu về mọi mặt của đời sống cũng như những chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo quần chúng. Trong thời gian tới, với những giải pháp, định hướng và sự gắn kết của các nghệ sĩ trên khắp các địa bàn trong tỉnh của Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh, bức tranh cuộc sống về vùng mỏ hội tụ nhiều cảm xúc mới chắc chắn sẽ được các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục sáng tác một cách sinh động, phong phú, từ đó lan tỏa và tạo dấu ấn trong làng nhiếp ảnh trong và ngoài nước.